Toàn thể các bác đam mê nuôi ong mật thì hôm nay em lại làm cái video ngắn để giới thiệu tới các bác hai cái mẫu thùng mà đơn vị đang bán ở trên thị trường. Hai cái thùng là một cái thùng 6 cầu dành cho ong lội và cái mẫu thùng 2 cầu cũng dành cho ong lội. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về thông số, về kích thước của hai cái mẫu thùng này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Thì bên em là sẽ gửi hàng đi toàn quốc và hàng sẽ được gửi qua đường bưu điện. Hàng tới nơi các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Còn sau đây thì em xin giới thiệu chi tiết về hai cái mẫu thùng này. Thì trước tiên đi vào giới thiệu cái mẫu thùng 2 cầu này thì em cũng xin giới thiệu chi tiết qua về cái vỏ ngoài của nó. Thì cái vỏ ngoài của nó thì được làm bằng inox 304 không nhiễm. Đây các bác có thể thấy inox 304. Thì để đảm bảo tốt nhất cho các bác khi quay mật ở tất cả mọi điều kiện thì đơn vị đã làm cho các bác cái vỏ ngoài thùng bằng inox 304 để tránh cái tình trạng nó bị han rỉ và nó bị dò mật. Còn về phần bên trong, đây cái toàn bộ cái khung cầu này, khung quay cầu này thì được làm bằng thép không rỉ các bác nhé. Thép không rỉ thì cũng đảm bảo cho các bác là nó sẽ không han, không rỉ được của các bác khi các bác đi đánh mật ở ngoài điều kiện và khi nó bị nhiễm mật vào đây. Còn về phần đáy của nó, phần đáy chiếc thùng 2 cầu này thì nó là đáy bằng. Đây là cái mẫu thùng mà dành cho các bác nuôi ít đàn ong. Thì khi các bác quay được 5 đến 10 lít thì các bác có thể chắt nghiêng này ra thì các bác đổ mật. Bởi vì cái thùng này thì dành cho những các bác nuôi ít đàn ong thì là cũng không làm cái van xả cho các bác. Còn về phía tay quay này thì tay quay này cũng được làm bằng thép không rỉ. Thì ở đây các bác có thể, đây là cái bánh răng. Cái bánh răng này thì tạo điều kiện cho các bác quay này rất chi là nhẹ nhàng. Những cái chiếc mẫu thùng quay này đã được cải tiến rất chi là nhiều. Về hai bên tay sách, hai bên tay sách thì nó đã được cải tiến sách ngang ra như thế này để không ảnh hưởng va vào cái tay cầm và cái khóa bên đây. Các bác có thể thấy đây. Về kích thước của nó, về kích thước của cái thùng 2 cầu này, chiều dài của nó là 41cm, 41,5 đấy. Còn chiều cao từ đáy thùng lên đến miệng thùng là 56cm. Đấy các bác có thể thấy. Để đảm bảo cho các bác là khi vận chuyển đi đánh ở tất cả các điểm mật thì đơn vị đã làm cho các bác những cái chất liệu tốt nhất và nhẹ nhất. Thì cái thùng quay 2 cầu này nó chỉ nặng, nó rất chi là nhẹ, phù hợp cho các bác, nó chỉ rơi vào gần 7kg thôi. Đấy các bác có thể thấy chất liệu mà gia công lên chiếc thùng này đều là chất liệu tốt và đảm bảo là chất liệu khối lượng của nó sẽ nhẹ nhất để đảm bảo cho các bác khi di chuyển đi đánh các điểm mật. Còn về cái mẫu thùng thứ hai em xin giới thiệu tới các bác, đây là cái thùng 6 cầu quay ong lội. Các bác có thể thấy đây là cái mẫu thùng mà dành cho các bác nuôi nhiều đàn ong đấy. Quay một phát có thể được 6 cầu luôn. Còn em xin giới thiệu qua chi tiết về cái vỏ ngoài. Vỏ ngoài của nó được làm 100% từ inox 304 không nhiễm. Đấy các bác có thể thấy tất cả các đường gò và mối hàn rất chi là chắc chắn. Còn về phần trong cái khung cầu này thì được làm bằng thép không rỉ. Đấy các bác có thể thấy thép không rỉ rất chi là sáng này. Thì còn về phần bánh răng của nó, đây là cái thùng 6 cầu, bánh răng to. Bánh răng to này để đảm bảo cho các bác khi các bác quay mật thì là nó sẽ cái độ quay nó sẽ đều hơn và tốc độ quay thì nó sẽ tít hơn, rất chi là nhẹ nhàng. Tất cả đã được làm trên một mực thước, đâm ra là chiếc cầu là không có một độ sai lệch nào cả. Về phần đáy của nó, phần đáy của nó là phần đáy chóp lón. Chóp lón thì để đảm bảo khi các bác quay mật thì mật nó sẽ dốc xuống đáy thành và nó sẽ chảy ra qua cái vòi này. Nó sẽ chảy qua cái vòi này thoát mật rất chi là hiệu quả này, rất chi là thoáng, các bác không phải chờ lâu. Còn về phần bên tay quay, tay cầm thì nó cũng được thiết kế chéo sang đây, không để ảnh hưởng đến cái tay quay này và cái khung bên này. Còn về cái kích thước của cái thùng 6 cầu này thì kích thước của nó là 59cm chiều rộng này. Còn chiều cao từ dưới đáy lên là nó là
58 cm. Đây các bác có thể thấy 58 cm. Thì để đảm bảo các bác vận chuyển di chuyển cơ động nhất thì đơn vị đã làm cho các bác chất liệu tốt nhất và nhẹ nhất. Đây các bác có thể thấy đây là cái thùng 6 cầu. Thùng 6 cầu nó chỉ gần 12 cân thôi. Đấy các bác có thể thấy rất chi là nhẹ và thuận tiện. Thì còn các bác mà muốn đặt 100% e-lốc thì gia đình cũng gia công cho các bác. Còn khi các bác mua hàng ấy, khi các bác mua hàng thì bên đơn vị sẽ đóng vào cái kiện này cho các bác. Đấy, các bác có thể thấy khi đóng vào cái kiện này thì là cái thùng nó sẽ vừa vặn ở bên dưới này. Thì tránh cái tình trạng khi vận chuyển nó bị bóp méo của các bác. Các bác có thể thấy bên đơn vị sẽ phục vụ các bác cái chất lượng khi hàng tới tay các bác là để đảm bảo được tốt nhất. Thì đơn vị đã làm ra những cái kiện sọt như thế này để gửi tới tay các bác. Còn bên đơn vị thì bán tất cả các vật tư về ngành ong. Về cái thùng quay mật này thì có thùng 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu. Và các bác có đặt thêm thì 12 cầu cũng có. Còn những cái mẫu thùng lớn thì nó sẽ có chân và bánh răng to. Thì các bác lưu ý khi các bác đặt thì bên hay các bác cần tư vấn thì hãy điện đến hai cái số điện thoại mà em sẽ để dưới cái tiêu đề ấy. Thì hai bên nói chuyện với nhau thì nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ dễ hiểu hơn, tránh cái tình trạng nhầm lẫn. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các bác.